Chiều 7 tháng 6 liên quan tới phiên xét xử vụ án xảy ra tại CNCO1, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã có bản luận tội đối với các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Cấn Hồng Lai, sinh năm 1955, cựu tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1, gọi tắt là CNCO1, 9 đến 10 năm tù. Phạm Dũng, sinh năm 1961, cựu chủ tịch hội đồng thành viên, 9 đến 10 năm tù. Lê Văn Long, cựu kế toán trưởng, 4 đến 5 năm tù. Nguyễn Mạnh Tiến, cựu trưởng phòng kế hoạch thị trường, 36 đến 42 tháng tù. Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu phó phòng tài chính kế toán, 36 đến 42 tháng tù. Nguyễn Ngọc Tuyến, cựu kiểm toán viên công ty kiểm toán ANC, nay là phó tổng giám đốc công ty kiểm toán và định giá ASCO, và Nguyễn Anh Tuấn, thẩm định viên, cùng mức 24 đến 30 tháng tù. Viện Kiểm sát cũng đề nghị tòa tuyên buộc bị cáo Phạm Dũng và Cấn Hồng Lai phải liên đới bồi thường cho nhà nước hơn 54,7 tỷ đồng tiền thiệt hại do không xác định giá đất theo giá trị thị trường. Ngày 7 tháng 6, ngày làm việc thứ hai, phiên tòa sơ thẩm xét xử 67 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Thủ Đức House, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và một số đơn vị. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã công bố bản cáo trạng. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định để xảy ra thiệt hại do Trịnh Tiến Dũng lừa đảo chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng của nhà nước thông qua công ty cổ phần nhà Thủ Đức, Thủ Đức House, buôn lậu thông qua các công ty Hà Giang và Indovina. Ngoài trách nhiệm của các bị can đã bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, thì còn có trách nhiệm của trưởng ban kiểm soát Thủ Đức House, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Các bị can vì thiếu trách nhiệm đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chức trách nhiệm vụ được giao, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước. Trong đó, đối với hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của các công chức hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, cáo trạng xác định từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 10 năm 2020, công ty Hà Giang và Indovina mở 39 tờ khai hải quan, khai báo nhập khẩu 39 lô hàng điện tử. Trong số 39 tờ khai, hệ thống hải quan điện tử phân luồng 35 tờ khai thuộc luồng vàng kiểm tra hồ sơ hải quan và 4 tờ khai thuộc luồng đỏ kiểm tra thực tế hàng hóa. Được lãnh đạo phân công kiểm tra ở 4 tờ khai luồng đỏ, 7 công chức hải quan đã kiểm tra 10% hàng hóa và kết luận cả 4 tờ khai đều có hàng nhập khẩu phù hợp với khai báo. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy toàn bộ hàng hóa thực tế khác tên hàng và trị giá hàng hóa cao hơn so với tờ khai nhiều lần. Cơ quan điều tra xác định các công chức hải quan Phạm Duy Bình, Hoàng Trung Kiên, Hồ Hoàng Hải, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Bùi Hữu Trinh và Nguyễn Lê Hùng đã không thực hiện đúng quy định về kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu. Từ đó đã trực tiếp gây nên hậu quả là toàn bộ hàng hóa nhập khẩu trái phép trị giá 8,2 tỷ đồng không được phát hiện, tịch thu phát mại sung ngân sách nhà nước. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 10 tháng 7. Chiều 7 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thảo, có biệt danh là Thảo Lụi, 56 tuổi, ngụ thành phố Phan Thiết để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Vụ án xảy ra từ năm 2019 khi Thảo Lụi đã huy động một nhóm đàn em đến đập phá tài sản của một số người dân tại thành phố Phan Thiết. Sau đó người dân đã có đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng. Trước đó, chiều 3 tháng 6, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức khám xét căn biệt thự ven sông Bến Lội thuộc phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận của Thảo Lụi. Tuy nhiên, sau đó Thảo Lụi đã lẩn trốn. Sau 2 ngày lẩn trốn, ngày 5 tháng 6, Thảo Lụi bị lực lượng chức năng bắt giữ tại một khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đó di lý về Bình Thuận để phục vụ công tác điều tra. Ngày 7 tháng 6, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Bù Đăng tổ chức khám nghiệm hiện trường tử thi vụ bé gái BA 2 tuổi, ngụ thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tử vong tại trường mầm non Baby Shark, nghi do bị ngã vào thùng nước trong nhà tắm. Trước đó, ngày 6 tháng 6, bé BA được người nhà đưa đến trường gửi như thường lệ ở khu phố Đức Hòa, thị trấn Đức Phong. Tuy nhiên, đến khoảng 16 giờ cùng ngày, thì người nhà nhận được tin nhắn bé BA tử vong tại bệnh viện. Phía nhà trường cho biết khoảng 15 giờ ngày 6 tháng 6, bé BA cùng các bé khác được người trông giữ đưa xuống nhà tắm. Trong lúc tắm, các bé hiếu động chạy qua lại nghịch nước cùng nhau. Khoảng 15 phút sau, người giữ trẻ đi kiểm tra thì bất ngờ thấy bé BA bị ngã cắm đầu vào thùng nước trong sàn nhà tắm. Sau đó đưa đi cấp cứu, nhưng bé BA đã không qua khỏi. Sáng 7 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết đã ký quyết định kỷ luật khiển trách bà Trần Thị Thu Huyền, nguyên hiệu trưởng trường tiểu học Quyết Thắng ở thị trấn Bến Quan vì thiếu trách nhiệm quản lý để kế toán trưởng tham ô tài sản.
Trước đó, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Vĩnh Linh xử phạt Lê Vĩnh Nam, kế toán trưởng trường tiểu học Quyết Thắng, 3 năm tù về tội tham ô tài sản. Trong năm 2018 và 2019, Nam lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, lợi dụng việc buông lỏng quản lý của bà Huyền nên đã có 16 lần lập khống chứng từ kế toán, rút tiền ngân sách nhà nước, chiếm đoạt 44,5 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Hội đồng xét xử nhận định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hiệu trưởng, bà Huyền đã thiếu trách nhiệm trong điều hành, kiểm tra, giám sát việc thu chi tài chính dẫn đến sai phạm của kế toán Lê Vĩnh Nam gây thiệt hại ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, số tiền gây thiệt hại tài sản chưa đủ yếu tố cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nên không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà Huyền. Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vĩnh Linh chuyển hồ sơ đến Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Linh để xử phạt hành chính. Ngày 7 tháng 6, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với tài xế Vũ Tuấn Anh, sinh năm 1993, do có liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người thương vong. Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 6 tháng 6, tại ngã tư Cửu Long, khu phố Đồng An 3, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương, ô tô mang biển số 61A90476 do tài xế Vũ Tuấn Anh điều khiển theo hướng từ cầu Ông Bố về hướng ngã tư 550 trên đường DT743. Đã va chạm vào 5 xe mô tô đang đi phía trước. Hậu quả khiến anh Hà Công Thịnh bị gãy xương đòn tay trái, chị Lý Thị Trang bị trầy xước ngoài da, cháu TM bị thương nặng phải chuyển vào bệnh viện cho trải nghi do bị chết não, và hai người điều khiển xe 36L107757 và 59S152128 chưa rõ danh tính. Vụ tai nạn gây hư hỏng 3 xe ô tô, 4 xe mô tô. Qua kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng chức năng xác định tài xế Vũ Tuấn Anh có nồng độ cồn trong hơi thở là 0,748 mg trên 1 lít.